500 bạc tiền đồ ăn nha. Nhưng phải mua thẻ. Ao chi lỏi chứ không kim đấy. Bác sĩ không kim đấy. Cái này là cái gì em? À, mua chơi cho đồ chơi cho trẻ con 50 bạc một đứa, mà mua hai đứa 100 bạc là được tặng một trái phấn. Cái này là 400 này, mình đi ăn là 400 bạc nha. Mình sẽ đi ăn nhà gì nào? Đi vô. Ở đây có chú. Ờ, giờ đi mua đồ ăn. Đi chè Thái Lan. Các loại chè. Và đây là tầm sung của Thái Lan. Nguyên liệu tầm sung. Đây là gì ta? Đây cái gì mình cũng không biết nữa. Và đây là món đây là món đồ. Món này giống như món mình ăn ở siêu thị được không? Món heo quay. Heo quay, bánh canh heo quay. Mình vừa thử đã chưa hồi nữa. Mai là 45 bạc. Vừa quẹt thẻ 45 bạc. Để ăn ở đâu? Ngồi đó luôn. Bún này có cái tiền phở nó hơi bị thơm không? Bún đây tầm sụng này. Tầm sụng này nè. Tầm sáng hoa, tầm năm, tầm hai. Nó sẽ ở tầm kia đẹp. Mà đẹp. Mà đẹp. Mà đẹp. hai mươi bạc em. Không. Chè gì đây? Chè lùn xuống ở đấy. Đây rượu gì chè. Làm một ly đi. Chè thập cẩm 20 bạc à? 25 bạc. Ăn ở đây là quẹt thẻ.
Thẻ cầm chưa? Cái tôi để đâu rồi? Đây những cái mẫu đồ nhựa hay là như thật. Thì là người ta muốn chọn còng nào và muốn còng còng to hay còng nhỏ. Đây gia vị để nêm đây. Hai mươi lăm 40 bạc à? 40 bạc một tô phở. Gà chiên. Đây là nước à? Hai mươi lăm 30 có ghi kìa. Ngon không? Ra thải không? Ngon lắm. Đúng chất của ra thải. Ở Thái thì phải đúng cho Thái đi chứ. Nhưng mà ngon. Vừa mua mà đưa là không ngon. Đúng vị ngon phải không? Phở mới tầm chùm nữa. Ngày nay ăn gồm có một món phở và món trà sữa tầm sụm với một cái món gì mà chè Thái, chè thập cẩm. Anh đã cưng một người đi, phân cưng chị không? Muội ơi. Muội ăn cơm, muội ăn gì đây? Muội ăn dĩa cơm nhỏ thế thôi à? Ăn gì đây? Muội ăn cơm mà đấy còn cháo. Hỏi còn cháo không? Không còn cháo. Coi nó làm đổ ạ. Đây là món heo quay à? À. Gà. Gà chiên bột. Ăn với cơm.
Tâm sung ngon không Tuyền? Từ miếng tâm sung Thái 10 bạc là tầm mấy ngon mà nhiều? 8 ngàn, 100 bạc 8 mấy ngàn, 10 bạc 8 ngàn mấy. Cô đi, nói thử lắm cho.